Xưa em mượn ông bà không bỡ. Có những đường chuyện xấu phải giống như em nó làm công á. Tức mà về tự sợ. Đó, bóc bóc phơi á. Anh hai với bà em không được. Anh họ nơi hồ con phí như cái chô lầm như chi trong đang con quấn. Ông bà nhờ. Ông ơi. Anh đứng lên làm gì đó. Thấy chứ đó. Anh đã gần gần con người anh thôi, em không vả tầm lắm được. Thì vô xuống mượn ông xanh ông đi sợ dầm bà gan. Ông thần kêu thôi để ra tí anh quan gái cho. Nhưng nhà ông không lo mà mình nhỏ là ông không lo nhắn lên. Lên nhắn lên. Lên nhắn lên. Nó cầm sổ mà cầm về. Thôi cơm đã đạ. Nó phê phê con xuống phải cho con miếng là cô tự đạ. Phê con xuống mò mò vậy. Nó là bò hầu gì vậy. Quá hầu vui miếng nước lạ nè. Đứng gọi là do hơi đứng bì. Có đứa bạn không? Có hơi. Do hơi gì rồi tắt nguồn rồi. Ăn hực. Ăn bẹp. Âm lượng.